Lại một vụ bản đồ bị cần mã kích hoạt. Đây vâng, con này là con Santa Fe bản 221 bản TMVA nha, đang bị lỗi cái phần mềm bản đồ này, phần mềm chưa đăng ký này, đòi mã kích hoạt. Thì hôm nay nhiều anh em anh hỏi là mình có kích hoạt được cái này không, thì hôm nay mình làm cái video kích hoạt luôn anh em nhé. Đây cái USB này mình có cái file và mình sẽ copy vào USB. Anh sẽ cắm vào vị trí USB này nhá anh em nhé. Đây để cắm vào nó sẽ không đọc được đâu anh em. Bài đầu tiên cắm vào nó sẽ không hiểu đâu. Nó không hiểu thì muốn đọc được cái file này thì chúng ta phải vào setup. Rồi, đưa vào chung. Rồi vào phần thông tin. Chúng ta sẽ làm tương tự như này. Đây nó cũng không hiện cái không thì mình sẽ làm một chút thao tác để cho nó vào được phần trong để mở lên cho nó chạy được, nhận được USB. Không, nó không nhận đâu nha anh em nhé. Ở trong này nó có cái mật khẩu, nó yêu cầu bảo vệ thôi. Đấy, chọn phần này và chúng ta bật nó lên. Đấy, chúng ta thoát ra. Đấy, chúng ta sẽ đi vào và lại vào phần setup tiếp, vào chung và thông tin và đưa đến bản cài đặt. Rồi chúng ta rút USB ra, ta cắm lại, hoặc là bây giờ chúng ta mới cắm USB nó sẽ sáng cái biểu tượng chữ cập nhật, ok sáng lên là chúng ta chỉ việc cập nhật thôi. Đấy, trong quá trình này cập nhật nó sẽ mất thời gian hơi lâu, cho nên là mình sẽ tua nhanh cái đoạn này, mình sẽ cắt bớt đoạn này cho anh em đỡ phải chờ sốt ruột. Ok. Đấy, sau khi phần mềm mà chạy lên, đấy, chờ nó chưa xác nhận đi. Rồi xác nhận. Bạn hỏi đây cái chỗ này là mình nên gì không nhé, tại vì mình chưa rút USB. Đây mình sẽ rút ra. Hỏi là có chạy lần nữa lại lần nữa không, nếu mà chúng ta ok nó lại quay lại lần nữa này, nó chạy lại đấy. Cái này mình phải dí vào không nhé. Và rút USB ra. Ok. Đấy, đã xong nhé. Và xong và nó sẽ đưa lên cái bản đồ mới nhất N1 2023. Ok, cảm ơn anh em nhé.